Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cấp cứu thành công ca đột quỵ não bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Trạm y tế xã Xuân Trúc được nhiều sản phụ tin tưởng chọn làm nơi sinh. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm não. Bài thuốc chữa bệnh đơn độc sẽ có trong mục Cẩm nang y học tuần này. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, khi y tế trường học về cơ sở khám chữa bệnh công lập. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã cấp cứu thành công ca đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh nhân Đỗ Văn Thịnh, 78 tuổi ở xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người bên trái, nói ngọng, ý thức lơ mơ. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não. Để kịp thời cứu chữa và không để lại tai biến, kíp cấp cứu đã quyết định áp dụng phương pháp điều trị bằng việc tiêm thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân. Sau 15 phút, bệnh nhân đã cử động được tay chân, phần liệt nửa người bên trái, nhận thức dần tỉnh táo. Tiêm thuốc tiêu sợi huyết là một kỹ thuật điều trị triệt để đối với bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp đã được Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên triển khai từ tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng trong khoảng 3 giờ đầu tiên sau khi bệnh nhân đột quỵ. Trước đây khi chưa có phương pháp này, các bệnh nhân đột quỵ mặc dù đã được cứu sống nhưng thường để lại các di chứng như liệt nửa người, liệt tứ chi, không nói được. Thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh là nội dung luôn được Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên quan tâm và có nhiều biện pháp thiết thực để đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung này. Bệnh viện thường xuyên lấy ý kiến đánh giá của bệnh nhân qua phiếu đánh giá thái độ phục vụ hàng tuần, hàng tháng và tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, đồng thời tiến hành cải cách các thủ tục hành chính, kết nối liên hoàn khu khám bệnh với khu điều trị để góp phần giảm chi phí và thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Nội dung đổi mới phong cách thái độ phục vụ lấy người bệnh làm trung tâm, không chỉ được tuyên truyền tới các nhân viên y tế qua các cuộc họp mà còn được sân khấu hóa một cách sinh động, hấp dẫn, qua đó giúp các nhân viên y tế có kỹ năng ứng xử đúng mực, khéo léo với người bệnh. Với những việc làm cụ thể đó, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là một trong những đơn vị y tế được người bệnh đánh giá cao về thái độ phục vụ. Do nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng trong phòng chống lây nhiễm bệnh viêm gan B, nên vài năm trở lại đây, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu trên địa bàn tỉnh ta đạt cao. Cụ thể, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có trên 7.000 trẻ được sinh ra, thì có gần 6.800 trẻ được tiêm phòng vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu, tức đạt khoảng 96%. Tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng vaccine viêm gan B luôn đạt trên 90%. Có kết quả này là do sau sinh, sản phụ cũng như gia đình sản phụ đều được các bác sĩ tư vấn rõ về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu, cũng như những nguy cơ có thể xảy ra nếu như trẻ không được tiêm phòng. Việc tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ sau sinh không chỉ giúp trẻ phòng tránh nguy cơ lây truyền viêm gan B từ mẹ, mà còn bảo vệ trẻ khỏi virus này từ môi trường xung quanh. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Hưng Yên, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và bảo hiểm xã hội các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 5 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt trên 1 triệu người, tăng 3,52% so với tháng 12 năm 2018. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,22% dân số năm 2019. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được hơn 1.683 tỷ đồng, tăng hơn 241 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 38% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019. Nhằm cung cấp các gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đang phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 46 địa phương. Theo đó, chiến dịch truyền thông diễn ra từ trung tuần tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2019, được triển khai tại các xã, phường, thị trấn có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh cao,
xã có nhiều đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ cần được cung cấp và thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Nhiều hoạt động tuyên truyền hình thức phong phú như tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh, khám sức khỏe sinh sản sẽ được triển khai nhằm giảm thiểu tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay khi các phương tiện đi lại dễ dàng thì rất ít người chọn sinh con tại các trạm y tế xã mà thường chọn bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Nhưng ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi vẫn có nhiều người tin tưởng lựa chọn sinh con tại trạm y tế xã. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 10 sản phụ lựa chọn sinh con tại trạm y tế xã Xuân Trúc. Những năm trước, ngày cao điểm có tới 4 ca sinh con tại trạm, trong đó có cả các sản phụ ở các xã lân cận cũng tới sinh con tại đây. Có được điều đó là do người dân luôn tin tưởng tay nghề của nữ hộ sinh Bùi Thị Hạt, trạm trưởng trạm y tế xã Xuân Trúc, người có kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề. Với kinh nghiệm lâu năm, lại gần gũi với bà con nên chị được người dân tin tưởng. Cũng có những trường hợp sinh khó nhưng chị luôn bình tĩnh và tìm ra cách xử lý phù hợp để làm sao các cháu bé ra đời an toàn nhất. Được dự án Lip Sáp tài trợ, chợ Cầu Ngọc, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã cải thiện điều kiện môi trường cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô hình Lip Sáp được áp dụng tại chợ từ cuối năm 2018. Chợ được xây dựng có mái che, 20 quầy hàng theo mẫu chuẩn, tường ốp gạch, mặt quầy hàng được lát đá, bàn inox, có khu giá treo thực phẩm, có hệ thống cấp nước, thoát nước, tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng. Sau khi đưa vào hoạt động, các tiểu thương đều đánh giá là các quầy hàng tiện lợi, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, vì thế mức tiêu thụ hàng hóa tăng lên rõ rệt, bởi không chỉ mang lại sự thông thoáng, sạch sẽ cho cảnh quan, môi trường ở các khu vực bán thực phẩm tươi sống tại các chợ, mô hình này còn góp phần bảo đảm vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm não có thể xảy ra quanh năm nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng hè, đỉnh điểm từ tháng 5 tới tháng 7. Viêm não là dịch bệnh rất nguy hiểm, đối tượng mắc chủ yếu là trẻ nhỏ. Nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong hoặc cứu sống được cũng bị các biến chứng nặng nề về thần kinh. Trong mục thầy thuốc với người bệnh số này, bác sĩ Nguyễn Văn Thoại, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ cho biết những thông tin hữu ích về bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết viêm não thì có những loại nào và nguyên nhân gây bệnh là gì? Viêm não là một tình trạng viêm nhiễm cấp tính xảy ra có thể lan tỏa khu trú tại nhu mô não. Thì bệnh thường có rất nhiều loại nguyên nhân nhưng chủ yếu do virus là nhiều, và virus mình thường gặp là viêm não Nhật Bản, viêm não do não mô cầu, ngoài ra còn một số virus khác như virus herpes, thủy đậu, v.v. Thưa bác sĩ, là khi trẻ mắc viêm não thì sẽ có những cái biểu hiện gì đặc trưng để cho cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ có thể nhận biết? Trẻ bị mắc viêm não thì bệnh là bệnh cấp tính đột ngột nên là các triệu chứng của bạn cũng sẽ thường sẽ rất rầm rộ. Đầu tiên thì khởi phát thì các bạn sẽ thường có sốt cao, sốt liên tục 39-40 độ và rất ít khi nó cắt cơn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có những phản xạ kém, chậm linh hoạt, nôn ói, đau đầu. Nếu mà tùy theo nguyên nhân thì một số bạn có thể kèm theo các triệu chứng khác như ho, hắt hơi, sổ mũi, nếu mà đi ngoài phân lỏng hoặc phát ban. Đến giai đoạn toàn phát thì các bạn thường sẽ có những triệu chứng thần kinh rất là rõ rệt như là yếu, liệt nửa người, liệt tứ chi. Ngoài ra thì thường sẽ có những cơn co giật. Bệnh viêm não thì sẽ gây ra những hậu quả gì tới sự phát triển của trẻ? Rồi, viêm não thì bệnh viêm nhiễm ở trung khu thần kinh nên nó sẽ thường sẽ để lại hậu quả rất là nặng nề và tỷ lệ tử vong rất là cao và chữa trị rất là khó khăn, nên là khi mà các bạn đi điều trị mà có khỏi sẽ để lại những di chứng rất là rõ, ví dụ như nhẹ thì có thể là chậm phát triển tinh thần vận động, nặng hơn thì có động kinh, bại lão, liệt nửa người, liệt tứ chi. Đấy, rất là hậu quả rất là nặng. Bác sĩ có thể đưa ra những lưu ý cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ bị viêm não? Sau khi các bạn bị viêm não và điều trị khỏi thường sẽ có những cái di chứng, ví dụ như là chậm phát triển tinh thần vận động hoặc là liệt, các cái đấy thì mình sẽ phải đặc biệt chú ý vấn đề về vệ sinh, ăn uống và chăm sóc cho bạn ý. Vì khi mà ví dụ liệt thì mình phải vệ sinh, tránh vận động cho bạn, tránh bị teo cơ. Chậm vấn đề tinh thần vận động thì mình phải cho đi trực tập hồi chức năng. Còn ăn uống tất nhiên là phải hỗ trợ rồi. Viêm não là bệnh truyền nhiễm, vậy thì làm thế nào để có thể phòng tránh bệnh ạ?
Viêm não hiện tại bây giờ là một vấn đề điều trị viêm não rất là khó khăn và nan giải. Chính vì vậy mà mình để mà phòng tốt nhất thì mình sẽ phòng bệnh sẽ là tốt nhất. Thì phòng thì do mình sẽ ngăn chặn các đường lây của nó. Đầu tiên thì do mũi đốt thì mình có thể ngăn chặn bằng cách là mắc màn, diệt bọ gậy, diệt mũi. Ngoài ra thì vấn đề về tiêu hóa thì bệnh về đường tiêu hóa thì mình sẽ vệ sinh cá nhân, ăn uống sạch sẽ. Hiện nay thì có rất nhiều loại vaccine để phòng bệnh viêm não, viêm vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine viêm não mô cầu, thủy đậu, HPS thì mình có thể cho các bạn tiêm vaccine sớm và đúng theo lịch tiêm chủng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đơn độc là một loại bệnh lây qua da hoặc niêm mạc. Y học cổ truyền gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy theo vị trí phát bệnh, như phát ở vùng đầu mặt gọi là bão đầu hỏa độc, phát triển ở toàn thân gọi là xích du đơn độc, phát ở đùi chân gọi là lưu hỏa hoặc hỏa đơn cước. Trong một cẩm nang y học số này, lương y Nguyễn Duy Dương, hội viên Hội Đông y huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc chữa bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Mùa hè là một thực của Đông y. Thế là mùa hè nó nóng nức là hay có như vậy là phong nhiệt. Thế là thực ra hôm nay tôi giới thiệu là cái bệnh gọi là bệnh đơn độc đấy, của Đông y. Cái bệnh này là hay mắc ở mùa hè, thời tiết nóng nhiệt, cơ thể yếu. Thế là nguyên nhân của cái bệnh này là nó do một cái loại phong nhiệt và phong tà, nó uẩn phục kết hợp với tiết khí nóng nực mà hình thành. Cái triệu chứng đầu tiên điển hình của nó là nó lên một cái lốt đỏ, nó chỉ bằng cái đít chán thôi, và nó đỏ ửng. Đấy, và nó xuất hiện ở xung quanh là có bờ biển. Tiếp theo đó là bệnh nhân cảm thấy là có hiện tượng là phát sốt, nếu mà nhẹ thì phát sốt này. Đấy, rồi là người sợ gió, thế rồi là nhức đầu này, rồi lợm giọng buồn nôn này. Về cái thuốc thì hôm nay thì tôi chỉ ra một cái thẻ gọi là trung bình thôi. Đấy, thì còn da giảm sau khi bệnh nhân đã bị rồi thì tuyệt đối không được làm chảy xước là một này. Đấy, giữ vệ sinh ngoài da bằng nước muối sinh lý này, thế sau đó là uống thuốc trong này. Thế uống thuốc trong thì nó có gồm có thanh nhiệt giải độc và lương huyết đấy, và da lợi tiểu cho bệnh nhân. Thế thực ra nó là thể thực nhiệt, thì cái thể này mạch của nó là mạch hoạt sắc hay là hồng sắc. Thế thì thuốc ấy, thì bài thuốc thì gồm có thanh nhiệt giải độc lương huyết lợi tiểu, thì gồm có như vậy là sinh địa, huyền sâm, rồi đan bì, nếu nặng nữa thì ta ra thêm mẫu đan bì để có tác dụng như vậy là thanh nhiệt lương huyết. Đấy. Thế còn ra thêm cái thanh nhiệt giải độc thì cái thanh nhiệt giải độc thì gồm có bồ công anh, rồi kim ngân hoa, rồi sái đất. Thể trung bình thì mình ra cái nhiều nó vừa phải thôi, ví dụ 10-12 gram. Thế thể nặng quá thì mình có khả năng lâng, có những vị thuốc lâng đến 16 gram, nghe chưa? Đấy, nó tùy theo thể trạng của từng người, từng bệnh một. Đấy, thì thầy thuốc người ta sẽ ra cái liều lượng về gram đấy, cho nó chuẩn xác. Nếu mà bệnh nhân mà có cái hiện tượng là sưng nóng mạnh, sưng to đấy, và giáp nóng và sốt cao đấy, rồi là choáng váng ở đầu đấy, thì ta phải ra thêm 3 cái vị gọi là tam hỏa. Đấy, thì gồm đó, trong đó là nó có 3 vị: hoàng niên, hoàng bá, hoàng cầm. Đấy, thì hoàng niên chúng ta ra được 0.6 gram. Thế là hoàng cầm, đấy, thế ta ra khoảng 14 gram. Đấy, hoàng bá tặng ra 14 gram, thế là trừ được kinh nhiệt. Thế mà can kinh nó có oát hỏa lội công vào thì ta phải ra như vậy là hạ khô thải 12 gram. Khi mà nhiệt nó đã tích ở trong mà ta đã hạ rồi thì ta phải ra thêm bài độc. Cái bài độc là qua đường tiểu. Thì qua đường tiểu thì ta ra thêm sa tiệt tử, cây mã đẻ, trạch tả, chỉ cần 2 vị đến 3 vị như thế thôi thì là đã nợ bài được độc qua đường tiểu rồi. Thế bà con như đã nhiệt là phải uống vừa tầm nguội. Thí dụ ở trên thì là mình uống như vậy là sau ăn. Đấy, và lúc lửng, nghe chưa? Thế bệnh ở thân mình thì mình uống lúc lửng,
Thế bệnh ở dưới thì mình uống vừa tầm nửng mà đói. Thế là ngày mình uống 3 lần. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện y tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 942 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 4 năm 2019 về phê duyệt đề án điều chuyển chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về trạm y tế xã, phường, thị trấn quản lý. 520 nhân viên y tế học đường thuộc các trường học được điều chuyển về công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Thực tế triển khai, sử dụng, quản lý nhân sự mới đã và đang còn nhiều việc phải làm. Sau một tháng được điều chuyển từ trường giáo dục thường xuyên tỉnh về công tác tại Trung tâm Y tế thành phố, y sĩ Lê Ngọc Lâm cùng 7 viên chức y tế học đường khác vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, chưa định hình rõ nhiệm vụ chuyên môn của mình tại đơn vị mới. Trước đây, nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học khá đơn giản, ngoài việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và thỉnh thoảng sơ cấp cứu đơn giản, cho nên áp lực công việc cũng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi tiếp cận công việc mới, y sĩ Lâm cảm thấy mọi thứ rất khác, cho nên nếu không được đào tạo bồi dưỡng thêm chuyên môn, nghiệp vụ, thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ không được như ý muốn. Công việc hiện nay của em là vẫn còn đang trong thời gian thử việc, và bác sĩ nghiên cứu một số thuốc và hồ sơ bệnh nhân. Chúng em nói là chưa được đi đào tạo thêm sâu, và chúng em mong muốn là bên giám đốc và trung tâm tạo điều kiện chúng em được đi học tập và lương cao hơn. Theo bà Dương Thị Hòa, trưởng phòng tổ chức hành chính kế toán Trung tâm Y tế thành phố, về lý thuyết, khi được bổ sung 8 biên chế, hoạt động của trung tâm sẽ thuận lợi hơn. Nhưng thực tế, việc sử dụng, bố trí vị trí, việc làm cho những nhân sự mới lại gặp rất nhiều khó khăn. Trong 51 cái đồng chí viên chức y tế trường học về thì cơ bản là các đồng chí là trình độ trung cấp, và trình độ trung cấp, và trong đó 51 đồng chí viên chức y tế trường học thì có 7 đồng chí là y sĩ. Thế về cơ bản thì các đồng chí trước đây làm công tác y tế trường học thì không về cái nhiệm vụ chuyên môn về y tế trường học thì cũng làm công tác y tế thì cũng không được rộng rãi lắm. Khó khăn lớn nhất là các bạn ấy là chưa có cái chứng chỉ hành nghề. Cho nên là hiện tại bây giờ các bạn ấy về các trạm y tế phường xã và trên trung tâm thì cũng trước hết là phần việc cơ bản là phải ổn định tổ chức, và sau đó thì các bạn ấy là mang tính chất học việc. Còn tại Trung tâm Y tế Khoái Châu, nơi tiếp nhận điều chuyển viên chức y tế học đường đông nhất tỉnh, 84 trường hợp được phân công về các trạm y tế xã, thị trấn. Chuyên môn đào tạo của phần lớn cán bộ y tế học đường chủ yếu là trung cấp điều dưỡng. Số cán bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên rất ít. Từ trước đến nay, hầu hết nhân viên y tế học đường chưa được cấp chứng chỉ hành nghề và còn kiêm nhiệm nhiều công việc của trường, cho nên kỹ năng nhận định, đánh giá tình hình người bệnh yếu, đơn vị tiếp nhận chỉ bố trí những công việc đơn giản để làm quen với môi trường mới. Cọ sát về tay nghề, ví dụ như tiêm chủng rồi các thứ là chúng tôi hầu như là chúng tôi không được thực hành nhiều, hầu như là không được phép thực hành. Cho nên là khi mà về đây thì chúng tôi lại phải gần như là phải học lại từ đầu để làm quen với công việc ở cái môi trường mới này. Chúng tôi cũng có nguyện vọng rằng là sau này được cấp trên quan tâm chỉ đạo sát sao để chúng mở các cái lớp và tập huấn rồi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho chúng tôi, để chúng tôi được có cơ hội được học hỏi để nâng cao kiến thức và nâng cao tay nghề. Theo trạm trưởng trạm y tế thị trấn Khoái Châu, ngoài thiếu kỹ năng, thiếu chứng chỉ hành nghề, việc hướng dẫn chuyên môn đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự mới tại trạm y tế cũng gặp nhiều cái khó. Hiện tại sang trạm thì chúng tôi cũng chỉ phân công các cháu là hỗ trợ và phụ cho các chương trình về công tác y tế. Thế rồi là về công tác trực thì cũng chỉ là trực kèm thôi, cũng chưa phân trực chính. Thế nên là cái này là tôi cũng mong là làm sao các cấp, các ban ngành chức năng là làm sao mà tạo điều kiện cho các cháu để hoàn thiện cái bằng, rồi hoàn thiện cái chứng chỉ hành nghề. Cái khó là nhiều trạm y tế hiện nay đang thiếu nữ hộ sinh, y sĩ, trong khi đó đội ngũ y tế học đường chủ yếu là điều dưỡng. Hơn nữa, đối với đội ngũ này, để đáp ứng được điều kiện làm việc tại các cơ sở y tế thì phải đào tạo nghiệp vụ thêm ít nhất 9 tháng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ y tế học đường sau sáp nhập ở Hưng Yên không chỉ là nguyện vọng chính đáng mà còn là yêu cầu bức thiết của các cơ sở y tế ở địa phương. Bởi mục tiêu cốt yếu của việc tinh gọn, sáp nhập tổ chức, bộ máy mà ngành y tế Hưng Yên đang tiến hành
vẫn là nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.